nè. Hai, bên đằng bên kia. Đi đây. Con không biết hả? À, đi lên trên kia, đi lên trên kia. Đi xin kẹo, chit and chui. Thế này em không mình chơi thì lại ăn ngơ à. Đó thì nó cũng rầm rầm rồi. Đẹp quê luôn á.
đi. Nhanh lên đi về. Mẹ. Đi về đường này. Đây là chiến lợi phẩm của con trai mình, nó đi xin về được, xin chừng được được chừng này kẹo rồi mấy bạn. Nhiều không con? Yes, yeah. Cái này là bè nó không có cho ăn đâu. Hứng kẹo này dừng làm gì bên đền? Sướng hả? Còn có cái đây nữa nè.